Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy rất là vui vì được gặp lại các em ở chương trình học 12. Và thầy sẽ cùng các em nghiên cứu bài học mới ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài mới thì chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại kiến thức mà các em đã học ở bài trước. Đó chính là bài về hệ sinh thái. Như quan sát trên hình thì các em thấy rằng là hệ sinh thái thì nó bao gồm quần xạ sinh vật và sinh cảnh. Các sinh vật trong quần xạ thì nó luôn luôn có mối quan hệ với nhau và nó có quan hệ qua lại với sinh cảnh. Nhờ đó mà hệ sinh thái đó là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Trong quần xạ sinh vật thì nó có rất là nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, cái mối quan hệ quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ dinh dưỡng. Vậy thì cái mối quan hệ dinh dưỡng này nó thể hiện như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu bài mới ngày hôm nay, đó chính là bài 43, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái thì nó được giới hạn bởi trao đổi trong quần xạ và trao đổi giữa quần xạ và sinh cảnh. Tuy nhiên, giới hạn trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nghiên cứu về cái trao đổi vật chất trong quần xạ sinh vật và tháp sinh thái. Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Vào phần thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu về cái trao đổi vật chất trong quần xạ sinh vật. Thì trước tiên, chúng ta cùng làm bài tập thứ nhất. Bài tập số 1. Thầy cho các em một quần xạ gồm có các loài sinh vật như sau: sâu, nai, thực vật, hổ, đại bàng và chim sâu. Bây giờ bằng những cái kiến thức mà các em đã học ở dưới, các em hãy dùng cái mũi tên thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật nói trên. Thì các em có thể thiết lập rất là nhiều cái mối quan hệ. Tuy nhiên, thầy có thể gợi ý cho các em có hai cách thiết lập như sau. Thứ nhất, đó là thực vật. Thì là nai ăn thực vật, hổ ăn nai. Hoặc là chúng ta có thể thiết lập là thực vật, sâu ăn thực vật, chim sâu ăn sâu và đại bàng ăn chim sâu. Các cái mối quan hệ trong quần xạ có cái mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác như trên, biểu hiện bằng cái sơ đồ như trên thì người ta gọi đó chính là cái chuỗi thức ăn. Vậy chúng ta định nghĩa thế nào gọi là chuỗi thức ăn? Thì để dễ dàng cho các em định nghĩa cái khái niệm này thì thầy sẽ cho các em quan sát cái bức tranh thứ hai. Các em nhìn lên đây thì người ta thấy rằng người ta ví cái chuỗi thức ăn như là một cái sợi xích và nó là một cái dãy gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Và mỗi loài trong cái sợi xích này đó chính là một cái mắc xích thức ăn. Mắc xích thức ăn thì nó có cái đặc điểm đó là nó sẽ tiêu thụ mắc xích trước nó và đến lượt nó thì nó lại làm thức ăn cho cái mắc xích tiếp theo. Tuy nhiên thầy vẫn lưu ý với các em đó là chúng ta trừ cái mắc xích đầu tiên cũng như là mắc xích cuối cùng. Đó chính là cái khái niệm về cái chuỗi thức ăn. Và để khắc sâu cho cái khái niệm này thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái chuỗi thức ăn sau đây. Chuỗi thức ăn đầu tiên: thực vật, sâu, chim sâu, đại bàng. Và chuỗi thức ăn thứ hai đó là dung đất, gà, cáo và hổ. Bây giờ chúng ta có những sẽ ghi về hai cái chuỗi thức ăn này. Và các em chú ý cho thầy cái mắc xích đầu tiên. Đối với cái lưới thức ăn, xin lỗi, đối với cái chuỗi thức ăn đầu tiên thì các em thấy rằng là nó bắt đầu bằng thực vật và thực vật đó chính là sinh vật tự dưỡng. Và chuỗi thức ăn nó bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng thì người ta gọi đó chính là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất. Còn chuỗi thức ăn thứ hai thì bắt đầu bằng con dung đất. Thì các em lưu ý ở đây là dung đất thức ăn của nó đó chính là mùn bã hữu cơ. Và chuỗi thức ăn bắt đầu bằng những sinh vật này người ta gọi đó chính là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã. Nói tóm lại, chuỗi thức ăn thì chúng ta có hai loại chuỗi thức ăn khác nhau: chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất và chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ. Để củng cố cho cái khái niệm thì các em cùng với thầy làm bài tập số 2. Thầy cho các em một cái quần xạ sinh vật gồm có các loài như sau: châu chấu, chuột, thỏ, chao mao, đại bàng, nai, thực vật và con báo. Bây giờ chúng ta dựa vào kiến thức mà mình đã được nghiên cứu về khái niệm, các em hãy thiết lập các chuỗi thức ăn từ các loài sinh vật nói trên. Có thể các em có rất là nhiều cách thiết lập. Tuy nhiên, thầy gợi ý cho các em có thể chúng ta sẽ thiết lập những cái chuỗi thức ăn như sau. Chuỗi thức ăn đầu tiên đó là thực vật, thỏ, đại bàng. Thứ hai là thực vật, thỏ, báo. Thứ ba, thực vật, nai, báo.
thứ tư thực vật châu chấu Cho Mau và Đài Bang, và cuối cùng thực vật châu chấu chuột và Đài Bang. Như vậy qua cái các chuỗi thức ăn này thì các em thấy rằng là một loài sinh vật nó có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. Cụ thể ở đây thì các em thấy rằng là thực vật nó tham gia hầu hết các chuỗi thức ăn. Cái mắt xích thứ hai đó là thỏ, mắt xích thứ ba đó chính là châu chấu, thứ tư đó chính là con báo, và cuối cùng cái mắt xích của sinh chúng cuối cùng đó chính là Đài Bang. Từ những cái mắt xích chúng này thì chúng ta sẽ thiết lập lại để thành một cái sơ đồ như sau. Và cái sơ đồ dạng lưới này người ta gọi đó chính là lưới thức ăn. Vậy chúng ta định nghĩa lưới thức ăn là gì? Thì các em quan sát cái lưới thức ăn này thì các em thấy rằng là nó sẽ tập hợp nhiều cái chuỗi thức ăn trong cụm xã sinh vật và có những cái mắc xích chung. Đó chính là cái khái niệm về cái lưới thức ăn. Để giúp cho các em củng cố về cái lưới thức ăn thì thầy sẽ cùng các em thiết lập là thêm một cái lưới thức ăn khác. Các em cùng thầy làm bài tập số 3. Cho các em cùng xã sinh vật gồm có các loài sinh vật như sau. Gồm có là hổ, sóc, sâu, rắn, cây, chim sâu, nai, thực vật và đại bàng. Bây giờ chúng ta hãy thiết lập lưới thức ăn của cụm xã này. Thế để thiết lập lưới thức ăn thì các em lưu ý cho thầy là chúng ta có nhiều cách. Tuy nhiên, theo thầy gợi ý thì chúng ta nên làm theo 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải thiết lập các cái chuỗi thức ăn có thể có ở trong cái cụm xã này. Và thầy có thể thiết lập một vài cái chuỗi thức ăn như sau. Chuỗi thức ăn thứ nhất, thực vật, nai, hổ. Thực vật, sâu, chim sâu, Đài Bang. Thực vật, sóc, cây, hổ. Thực vật, sóc, rắn, Đài Bang. Thực vật, sóc, hổ. Và thực vật, sâu, chim sâu và rắn. Sau đó, các em thực hiện bước thứ hai, đó là các em tìm các cái mắc xích chung. Và từ các cái mắc xích chung này, chúng ta làm bước thứ ba, đó chính là chúng ta thiết lập cái lưới thức ăn. Và đây chính là cái kết quả của cái bài tập số 3. Và bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu các cái hệ sinh thái khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát và nghiên cứu hai cái lưới thức ăn ở hai cụm xã khác nhau, đó là cụm xã trong hệ sinh thái rừng và cụm xã trong hệ sinh thái môi trường nước. Cái mà quan sát hai cái lưới thức ăn này và dựa vào số lượng thành phần loài trong hai cụm xã nói trên và cho biết cụm xã nào có lưới thức ăn phức tạp hơn. Chúng ta hiểu đơn giản phức tạp ở đây chính là nói đến cái mũi tên, số lượng mũi tên ở bên nào nhiều hơn thì nó phức tạp hơn. Và qua hai cái lưới thức ăn này thì thầy vẫn khẳng định với các em đó là cái lưới thức ăn ở cụm xã trong môi trường nước thì nó sẽ phức tạp hơn. Nguyên nhân vì sao? Là bởi vì ở môi trường nước thì nó có số lượng loài nhiều hơn và số lượng cá thể mỗi loài nó cũng nhiều hơn. Cho nên thầy vẫn lưu ý với các em đó là trong cụm xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn của cụm xã đó càng phức tạp. Các em lưu ý cho thầy. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu lại cái cụm xã ở trong cái hệ sinh thái rừng này. Thì trong cái lưới thức ăn này thì các em thấy rằng là có vi khuẩn và nấm. Thì thầy cũng lưu ý với các em thì các em đừng có hiểu nhầm đó là vi khuẩn nó ăn chuột, nhưng mà vi khuẩn ở đây nó tham gia với vai trò là phân hủy xác của con chuột thôi. Và chúng ta trả lời câu hỏi liên hệ thực tiễn như sau. Nếu vì một lý do nào đó con người đánh bắt quá mức cái loài trắng ở trong cái hệ sinh thái rừng này thì điều gì sẽ xảy ra đối với cái cụm xã trong hệ sinh thái rừng này? Thì các em để ý cho thầy là khi mà trắng bị tiêu diệt thì cái mắc xích trước nó đó chính là chuột, thì chắc chuột trắng số lượng chuột nó sẽ tăng lên. Mà khi số lượng chuột tăng lên thì cái mắc xích trước chuột đó chính là thực vật nó sẽ giảm xuống. Và các em sẽ thấy rằng là thực vật giảm xuống thì nó kéo theo rất là nhiều cái hệ lụy, đó là giảm oxy, giảm mức cân bằng sinh thái và qua đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Và các em qua cái phần này thầy cũng gửi để gặp lại các em đó là lưu ý trong cuộc xã thì chúng ta không nên đánh bắt quá mức một cái loài nào đó hoặc là tuyệt diệt một loài nào đó, bởi vì nó sẽ làm mức cân bằng sinh thái, qua đó thì gây ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Đó chính là cái lưu ý của thầy đối với các em. Và các em thấy rằng là
mỗi loài ở trong cái quần xã sinh vật thì nó tham gia với các cái mức dinh dưỡng khác nhau và nó sẽ hợp thành đến các cái bậc dinh dưỡng. Vậy bậc dinh dưỡng là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung tiếp theo ở phần thứ ba, bậc dinh dưỡng. Trước khi tìm hiểu về khái niệm thì chúng ta quay lại cái một cái chuỗi thức ăn và chúng ta sẽ xác định được đâu là sinh vật sản xuất và đâu là sinh vật tiêu thụ. Thì thầy gợi ý cho các em là sinh vật sản xuất thường là những cái sinh vật tự dưỡng như là thực vật hoặc là tảo, còn sinh vật tiêu thụ là sinh vật dị dưỡng. Thì ở đây các em thấy rằng là tảo sẽ là sinh vật sản xuất, còn rừng nước, cá, cò đó chính là sinh vật tiêu thụ. Tuy nhiên cái việc tham gia cái vai trò của các loài này trong quần xã sinh vật thì khác nhau. Đối với rừng nước thì nó sẽ ăn tảo cho nên nó là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Cá ăn rừng nước cho nên nó là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Và cò ăn cá thì nó là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Và để khái niệm cái bậc dinh dưỡng thì chúng ta cùng quay lại cái lưỡi thức ăn trong hệ sinh thái rừng. Thì như các em biết rằng là thực vật nói chung thì nó sử dụng chung một loại thức ăn đó chính là chất vô cơ và ánh sáng mặt trời và nó sẽ hợp thành vào một mức dinh dưỡng. Các em lưu ý cho thầy đó, mặc dù là thỏ, nai, châu chấu là các cái sinh vật khác nhau trong quần xã nhưng mà nó cùng sử dụng chung một thức ăn đó chính là cỏ. Cho nên nó hợp thành một bậc dinh dưỡng. Từ đây chúng ta định nghĩa thế nào gọi là bậc dinh dưỡng. Như vậy chúng ta dễ dàng định nghĩa bậc dinh dưỡng đó chính là trong lưỡi thức ăn tất cả các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng, hay nói cách khác hơn đó là cùng sử dụng một loại thức ăn hợp thành một bậc dinh dưỡng. Đó chính là cái khái niệm về bậc dinh dưỡng. Và trong cái quần xã thì nó có những loại bậc dinh dưỡng nào thì chúng ta cùng quay lại cái hệ sinh thái mà chúng ta vừa nghiên cứu. Thì ở đây các em nhìn thấy rằng là thực vật là sinh vật sản xuất và nó sẽ bắt đầu trong cái chuỗi và lưỡi thức ăn và nó sẽ là bậc dinh dưỡng cấp 1. Thỏ, nai, châu chấu thì nó ăn cỏ, nó là sinh vật tiêu thụ bậc 1 và nó sẽ hợp thành bậc dinh dưỡng cấp 2. Chào mao và chuột thì nó ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1 cho nên nó là sinh vật tiêu thụ bậc 2 và tương ứng đó chính là bậc dinh dưỡng cấp 3. Tuy nhiên ở đây thì thầy lưu ý với các em đó là con bạo và con đại bàng thì nó có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 3 hoặc là sinh vật tiêu thụ bậc 4 tùy vào cái chuỗi thức ăn mà nó tham gia. Giả sử nếu nó tham gia cái chuỗi thức ăn thứ nhất đó là thực vật, thỏ, báo thì nó là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Nhưng mà nó tham gia với cái chuỗi thức ăn đó là thực vật, châu chấu, chuột, báo thì nó là sinh vật tiêu thụ bậc 4. Và tương ứng với nó đó là bậc dinh dưỡng cấp 4 và hoặc là bậc dinh dưỡng cấp 5. Như vậy, qua đây thì thầy cũng lưu ý với các em các cái bậc dinh dưỡng có ở trong quần xã sinh vật như sau. Bậc dinh dưỡng cấp 1 phải là sinh vật sản xuất hoặc cũng có thể là sinh vật bán phân giải môn bảo hữu cơ. Và sinh vật sản xuất thường là thực vật cũng như là tảo. Bậc dinh dưỡng cấp 2 phải là sinh vật tiêu thụ bậc 1, đó chính là động vật ăn thực vật. Bậc dinh dưỡng cấp 3, đó chính là sinh vật tiêu thụ bậc 2, đó là động vật ăn động vật. Và vân vân. Bậc dinh dưỡng cấp N thì phải là sinh vật tiêu thụ bậc N-1. Lưu ý với các em về cái bậc dinh dưỡng đối với hệ sinh thái ở cạn thì nó có tối đa là từ 5 đến 6 bậc. Còn đối với hệ sinh thái môi trường nước thì có từ tối đa là từ 6 đến 7 bậc. Thì các em lưu ý cho thầy như vậy. Để củng cố cho các em về cái khái niệm về bậc dinh dưỡng, bây giờ các em cùng với thầy làm bài tập như sau. Các em hãy ghi chú tên các cái bậc dinh dưỡng thay cho các chữ cái A, B, C, D, E ở hình bên. Ở đây thầy cho các em hai cái chủ thức ăn ở càng và ở nước. Và các em thấy rằng là đối với thực vật ở càng và thực vật phù du ở môi trường nước, đó chính là sinh vật sản xuất và nó chính là bậc dinh dưỡng cấp 1. Đối với cao cao và động vật phù du thì nó ăn sinh vật sản xuất cho nên nó là sinh vật tiêu thụ bậc 1, tương ứng với nó là bậc dinh dưỡng cấp 2. Chuột, cá trích thì nó ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1 cho nên nó là sinh vật tiêu thụ bậc 2 và tương ứng là bậc dinh dưỡng cấp 3. Rắn, cá ngừ thì nó
ăn sinh vật tiêu thụ bậc 2, cho nên nó là bậc dinh dưỡng cấp 4. Và cuối cùng, diều hâu, cá voi thì nó ăn sinh vật tiêu thụ bậc 3, cho nên nó là sinh vật tiêu thụ bậc 4 và tương ứng với nó là bậc dinh dưỡng cấp 5. Và nhìn vào đây thì chúng ta khẳng định rằng là diều hâu và cá voi thì là bậc thuộc vào bậc dinh dưỡng cao nhất, và đây chính là những cái sinh vật đầu bảng trong cái hệ sinh thái mà nó tham gia. Như vậy, qua nghiên cứu về cái lưới thức ăn cũng như là bậc dinh dưỡng thì các em thấy rằng lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng thì người ta muốn nói đến cái mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã sinh vật. Và cái mức độ tham gia của các loài này trong mỗi bậc dinh dưỡng thì nó khác nhau, và cái độ lượng tham gia cũng khác nhau. Và để mà nghiên cứu về cái độ lượng tham gia các mức dinh dưỡng này thì người ta xây dựng nên các cái dạng tháp, người ta gọi đó chính là tháp sinh thái. Và tháp sinh thái là gì? Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu ở cái phần thứ hai, đó chính là khái niệm về tháp sinh thái. Trước tiên, các em cùng với thầy nghiên cứu cái ví dụ như sau. Thầy cho các em một cái chuỗi thức ăn ở quần xã đồng cỏ gồm có 10.000 thực vật, 1.000 con chuột, 100 con trăng và 5 con đại bàng. Bây giờ dựa vào kiến thức mà tháp tuổi các em đã học, các em hãy xây dựng nên một cái dạng tháp biểu thị độ lớn về số lượng của các loài này. Thì thầy có thể thiết lập như sau. Và cái sơ đồ dạng tháp thể hiện độ lớn về số lượng này, người ta gọi đây chính là tháp sinh thái. Thì cái tháp sinh thái này thì các em lưu ý là người ta xây dựng bằng các hình chữ nhật. Và các hình chữ nhật này thì nó có cái chiều cao là bằng nhau, nhưng mà cái bề ngang thì khác nhau. Bề ngang này thì thể hiện cái độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng. Từ đây chúng ta định nghĩa tháp sinh thái đó là bao gồm các hình chữ nhật xếp chung lên nhau, các hình chữ nhật có chiều cao bằng nhau, chiều dài khác nhau, biểu thị độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng. Vậy thì một cái vấn đề đặt ra của chúng ta đó là chúng ta nghiên cứu tháp sinh thái để làm gì? Thì như lúc này thầy có nói, nghiên cứu tháp sinh thái để mà nói đến cái độ lớn, mức độ tham gia, mức dinh dưỡng của từng bậc dinh dưỡng. Hay nói cách khác, người ta xây dựng tháp sinh thái để xem xét mức độ dinh dưỡng ở của từng bậc và toàn bộ quần xã. Đó chính là cái ý nghĩa của việc nghiên cứu tháp sinh thái. Vậy thì chúng ta có những cái dạng tháp nào? Thì trong sách giáo khoa, các em có thể quan sát cái hình. Thì các em sẽ thấy tháp sinh thái thì nó có 3 dạng tháp như sau. Dạng thứ nhất đó chính là tháp số lượng. Dạng thứ hai đó là tháp sinh khối. Và dạng thứ ba đó là tháp năng lượng. Vậy thì đặc điểm của mỗi dạng tháp này nó như thế nào? Người ta xây dựng với mục đích gì? Thì các em lưu ý các cái dạng tháp như sau. Thứ nhất đó là tháp số lượng. Các em nhìn thấy cái dạng tháp này thì trong quần xã thì có 10.000 cây cỏ, trên đó có 10 con sâu, có 9 thằng lằn, 0,2 con đại bàng trên 1 hectare. Như vậy tháp số lượng người ta muốn nhấn mạnh với các em ở đây là xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng. Dạng thứ hai đó là dạng tháp sinh khối. Các em lưu ý nhìn vào cái tháp sinh khối, trên 1 hectare thì có là 15.000 gram cây cỏ, 500 gram sâu bò, 400 gram chuột và 50 gram chó hoang. Từ đây chúng ta rút ra khái niệm tháp sinh khối được xây dựng dựa đến khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng. Đó chính là cái tháp sinh khối. Và dạng tháp thứ ba đó là dạng tháp năng lượng. Thì các em quan sát vào cái dạng tháp năng lượng thì tháp năng lượng được xây dựng dựa trên số năng lượng tích lũy trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng. Thầy lưu ý trong ba dạng tháp này chỉ có duy nhất dạng tháp năng lượng là hoàn thiện nhất. Vì sao gọi nó là hoàn thiện? Là bởi vì dạng tháp này là dạng tháp luôn luôn có đáy lớn, đỉnh nhỏ hướng lên trên. Và thầy có thể chứng minh cho các em cái điều này như sau. Các em thấy rằng là đối với tháp số lượng thì ví dụ trên một cái phường có 10 con sâu, trên đó có 2 chim sâu, xin lỗi. Như vậy chắc chắn rằng là đấy cũng phải là dạng tháp chuẩn. Cái ví dụ thứ hai đó là tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi ở trong nước. Thực vật phù du, giáp xác, cá trích, cá thu. Thì các em thấy rằng là thực vật phù du thì không thể mà có sinh khối lớn giáp xác được.
Cho nên đây cũng phải là dạng tháp chuẩn. Và các em lưu ý, trong các dạng tháp thì chỉ có dạng tháp năng lượng là dạng tháp chuẩn, là bởi vì nó luôn luôn có cái đáy nó lớn hơn trên. Và dạng tháp này là dạng tháp chuẩn. Kết thúc bài học thì thầy muốn nêu lại một số cái nội dung mà các em đã được nghiên cứu. Đối với cái mục thứ nhất đó là trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật, thì các em có cái khái niệm về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng. Ở cái tháp sinh thái thì chúng ta có 3 dạng tháp, đó là tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng. Trong 3 dạng tháp này thì các em cũng lưu ý ở đây là chỉ có dạng tháp năng lượng là dạng tháp chuẩn, tức là luôn luôn có đáy lớn, đỉnh nhỏ hướng lên trên. Và để giúp cho các em làm được một vài câu trắc nghiệm thì thầy cùng các em có một số bài tập luyện tập như sau. Bài số 1. Phát biểu nào sau đây đúng với tháp sinh thái? A. Tháp khối lượng bao giờ cũng có dạng chuẩn. B. Các dạng tháp sinh thái bao giờ cũng có đáy lớn, đỉnh hướng lên trên. C. Các loài tháp sinh thái không phải bao giờ cũng có đáy lớn, đỉnh hướng lên trên. Và D. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng chuẩn. Qua câu trắc nghiệm này thì chúng ta nhớ lại cái kiến thức mà mình vừa nghiên cứu. Thì trong 3 dạng tháp chỉ có duy nhất là dạng tháp năng lượng mới có dạng chuẩn. Cho nên đáp án đúng nhất của 4 phương án này đó chính là câu C. Các dạng tháp sinh thái không phải bao giờ cũng có đáy lớn, đỉnh hướng lên trên. Câu hỏi số 2. Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn nói trên, sinh vật tiêu thụ bậc hai là A. Châu chấu và sâu, B. Rắn hổ mang và chim chích, C. Rắn hổ mang, và D. Chim chích và ếch xanh. Ở đây các em cũng có thể lập lưới thức ăn để mà làm thì nó dễ hơn. Tuy nhiên thầy cũng nhận mạnh với các em có thể tô chứng. Thì ở đây các em nhìn thấy rằng là cái ngô màu xanh đó chính là sinh vật sản xuất, tức là sinh vật bậc dinh dưỡng cấp 1. Sâu và châu chấu ăn ngô, tức là sinh vật tiêu thụ bậc 1, tương ứng là bậc dinh dưỡng cấp 2. Còn chim chích và ếch xanh đó chính là sinh vật tiêu thụ bậc 2, tương ứng là bậc dinh dưỡng cấp 3. Cho nên đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án D, chim chích và ếch xanh. Câu hỏi số 3. Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái. 1. Thực vật nổi. 2. Động vật nổi. 3. Giun. 4. Cỏ. 5. Cá ăn thịt. Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là A. 2 và 3, B. 1 và 4, C. 2 và 5, và D. 3 và 4. Ở đây, câu hỏi là các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1, tương ứng với nó là chính là sinh vật sản xuất. Vậy thì là thực vật nổi và cỏ. Như vậy đáp án đúng của chúng ta đây chính là đáp án B. Và câu hỏi thứ tư. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật? A. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vị độ thấp đến vị độ cao. B. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. C. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. Và câu D. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chỉ có loài chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự nhiên. Như vậy, qua cái kiến thức mà mình đã được nghiên cứu và thầy cũng nhận mạnh, thì đáp án chúng ta dễ dàng chọn câu này đó là đáp án C. Đó là quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. Và kết thúc bài học ngày hôm nay thì thầy cũng có một vài cái dặn dò với các em để các em chuẩn bị bài học bài sau. Đó là các em hãy làm các bài tập cuối bài 43, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái, sách giáo khoa sinh học 12 trang 194. Và các em hãy chuẩn bị kiến thức bài 44, chu trình sinh địa hóa và sinh quyển để các em học cái bài tiếp theo. Và cuối cùng thì chào tạm biệt các em và hẹn các em trong buổi game tiếp theo. Xin chào các em.